Rồi, hello, xin chào đại gia đình nha. Lan ơi, Lan đâu rồi? Lan ơi, lên clip đi Lan ơi. Hả, Lan trốn đâu 2 ngày rồi nha. Đó, mấy cái đứa nào mà kêu đại nam thiếu nợ, đại nam là đang là này kia cái nọ này, mắm tôm đồ, vô nghe nè, vô nghe nè, vô nghe nha. Sao bỗng nhiên mất tích luôn, mặc dù là nhiều người ra sức tìm kiếm khắp cùng mà không có tâm hơi hết vậy. Hỏi rằng sao bà rồi thấy chưa đó, nghe rõ ràng chứ quý vị. Đó, câu chuyện bà Diệt Tấn thì rất là hay nữa, rất ly kỳ. Ngày mai ngày mốt sẽ có kết quả ha. Đó, và Đinh Lan đâu, mắm tôm đâu nha. Đứa nào nói đại nam đang nợ đang nần thì cứ vô nha, vô Google cứ gõ mã số thuế của đại nam ra là biết nha. Rồi quay trở lại câu chuyện của thần y. Đó, thì hôm qua chị Hằng có một cái video clip, một cái video clip rất là gọi là thú vị, bật mí về thần y ha. Nó nhạt nhẽo, nó sùm á, để tôi quý vị nghe nhẹ coi. Đó, nói chung thằng nào nó lồng nhạt vô tùm lum tôi nghe không rõ, nhưng mà nội dung là như thế này. Sau khi mà chị Hằng vướng vòng lao lý đó quý vị, và chị tố cáo tên thằng Y á, thì những cái tin nhắn bị xóa hết nha, bị xóa hết. Những tin nhắn giữa chị Hằng và thằng Y bị xóa hết. Thì khi mà chị Hằng đi về đó, khi mà chị Hằng đi về đó quý vị, trời cao có mắt nha, bỗng một ngày thì chị bỏ cái sim của chị vào trong cái điện thoại vợ tu. Thì cái chức năng của điện thoại vợ tu sao tôi cũng không rành. Bắt đầu nó hiện lại nguyên hình đó, nó hiện lại, nó sao lưu lại tất cả những tin nhắn của chị với thần y nha quý vị. Cái này là không phải là cơ quan chức năng nào làm nha, không phải là chị Hằng khôi phục, mà cái này là trời cao có mắt trời độ nha quý vị. Nó khôi phục lại hết tất cả. Và cái điều mà đáng nói ở đây là gì nè, chị Hằng sẽ tung ra những cái đoạn tin nhắn, những cái đoạn ghi âm mà tên thần y này bán đứng những cái gọi là những cái bậc lãnh đạo cấp cao, gọi là hoàng thượng và hoàng hậu đó. Đó, nôm na là chúng ta hiểu như thế nào. Không biết cái nhân vật hoàng thượng và vua đó, hoàng thượng hoàng hậu thì trong cái trại giam An Phước là tưởng ta không nói nha. Cái này là vua đó, vua với lại hoàng hậu á quý vị. Vua với lại hoàng hậu là ở đâu, là người cao nhất, là quý vị biết ai không? Trong cái thời điểm đó quý vị biết là ai không nha? Đó là cái tay thần y này gọi điện thoại với vua nè, nói chuyện với vợ vua nè, đều ghi âm hết. Xong bắt đầu mới đêm qua chạy qua đưa cho vợ chồng bà Hằng với ông Dũng nghe. Mục đích là gì? Khè là đây tôi có quan hệ như này, quan hệ như kia ha. Đó, rồi nói xấu rồi các kiểu nha, rồi để tạo cái niềm tin cho ông Dũng với bà Hằng. Bây giờ mà lộ cái này ra thì tên thằng y này cũng khó sống đó quý vị nha. Những cái đoạn ghi âm với những cái này với vua, với vợ vua mà nó còn ghi âm luôn mà. Cho nên bà Hằng bà nói là bây giờ phải cảnh giác nha, nó ghi âm hết. Chính vì như thế mà bà Hằng bà nói là bà mới bị lừa đó quý vị. Nó quá uy tín mà, đúng không? Nó quá uy tín, cực kỳ uy tín. Toàn là nói chuyện với vua, với vợ vua không mà ghi âm đồ đàng hoàng, có này kia. Cho nên ông Dũng với bà Hằng rất là coi như là bị thuyết phục đó quý vị, đặt cái niềm tin vào tay thằng y này. Đó, bị lừa lần mấy trăm tỷ đó quý vị, mấy trăm tỷ nha. Rồi sắp tới sẽ có phim hay ho lắm. Sau khi mà nó khôi phục lại tất cả những cái tin nhắn, thì nếu bà Hằng bà nói bây giờ bà công bố những cái đoạn ghi âm tin nhắn đó ra với vua, với vợ vua, thì tay thằng y này không sống nổi nha quý vị. Đó, đặc biệt là đi nói xấu, nói thêm nói bớt nữa, chứ không phải là này kia đâu nha. Cái tội đó là cái tội tày trời nha quý vị. Không sống nổi luôn. Mày nói chuyện với vua, với vợ vua mà mày dám ghi âm, mày đưa cho người khác, mục đích là đi lè đó. Nó cái kiểu giống Đinh Lan á quý vị. Đinh Lan mà bây giờ nó quen ai á, người nào có chức có quyền chút là bắt đầu là nó điện thoại cái là nó ghi âm liền. Nó ghi âm bắt đầu là nó chụp màn hình đồ này nọ ha, bắt đầu nó lên nó lè, nó giật, tới đâu nó giật bơm mà, nó cái đó tôi ha, nó tôi là tôi chơi với người đó rồi đó, là để nó thuyết phục người khác. Tương tự bà Hằng cũng vậy, bà Hằng bà bị thuyết phục quá mà,
nói chuyện với vua, với vợ vua không mà cỡ nào mà không bị thuyết phục. Đã, sắp tới phim hay lắm, phim rất là hay nha, phim hay ho lắm. Rồi bây giờ chúng ta ai nha, những người nào mà có gia đình có nạn nhân, người nào là bị tên thằng Y này nó làm cho mà tiền mất tật mang hay gì đó, mình có video clip hay là mình có những cái hình ảnh hay là có những cái hóa đơn, có cái gì giữ lại hết nha quý vị, giữ lại hết nha, sẽ có lúc chúng ta dùng tới nha. Đó, sẽ có lúc chúng ta dùng tới. Cuộc chơi pháp lý là bắt đầu rồi nha quý vị. À, tên Hoàng Duy Hùng là dính cước rồi, bây giờ là tới thằng Y nha. Đó, bây giờ nhiều em lắm, cứ từ từ, lớn trước nhỏ sau. Đó, lớn trước nhỏ sau. Ừ. Thì Bông Lan Trứng Cút nè, Đinh Lan Bảy Gà, Phan Phong Dịp Già hay cái gì đó, thì cái tuổi tép riêu đó thì là sẽ có luật sư Lễ người ta làm nha. Lần này quý vị yên tâm, ông Lễ mấy bữa nay ông làm việc cực lắm nha. Đó, tôi cũng nhận được thông tin là luật sư Lễ mấy bữa nay làm việc rất là vất vả. À, ngay cả thời điểm này nè, đứa nào mà chửi Đông Đổng hay là nó nói gì với bà Hằng hoặc là vu khống cái gì đó nha, là ông Lễ ông làm hết đó. Đó, ông lập vi bằng hết, ông im im không nói gì đâu. Từ từ. Đó, chiến thuật đợt 2 này là nó nguy hiểm lắm nha. Clip này thì để thân xà mà chăm sóc thằng Y chút. Bây giờ chị nói thêm một bí mật. Nha. Lỡ gì hết, vàng đó. Bây giờ chị nói thêm một bí mật này nữa mà giới báo chí cần phải nghe. Cái này cực kỳ là quan trọng, bỏ qua là không được. Ông Võ Hoàng Yên trước đây đi chữa bệnh ở Hà Tĩnh, nhưng Hà Tĩnh đã rút giấy phép của ổng. Khi ổng về Bình Thuận ổng chữa bệnh, thì chủ tịch Bình Thuận trả lời rằng căn cứ vào giấy phép của Hà Tĩnh, cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động nơi cái chùa đó. Thì ra là ông Võ Hoàng Yên đã không còn cái giấy phép để chữa bệnh từ rất lâu. Bình Thuận bao che cho ổng, bây giờ biện hộ bằng cách là dựa vô giấy phép của Hà Tĩnh, cho nên để ông Yên hoạt động tiếp mà không biết là có hay không. Thì bây giờ mình phải find out ra từ Hà Tĩnh có đã rút giấy phép ông Võ Hoàng Yên hay không, và tại sao Bình Thuận không có giấy phép ông Võ Hoàng Yên mà vẫn cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh. Đây là những gì nó rất là bí mật mà chị phải buộc bật mí cho giới báo chí để mà tìm ra sự thật. Khi mà là cái cơ sở mà chữa bệnh ở Bình Phước á, thì ai là người dự đến lúc đó trong giữa chị? Nhiều lắm nha quý vị, nhiều lắm. Vụ thằng Y chuẩn bị nóng rồi nha, chuẩn bị nóng rồi, chuẩn bị hot rồi quý vị mình ơi nha. Chuẩn bị hot rồi đó. Rồi câu chuyện của anh Hoàng Duy Hùng nữa đó, anh Hoàng Duy Hùng thì anh mới lên clip đó, anh nói là ảnh làm gì có mướn luật sư, rồi ảnh làm gì có tiền để mà mướn anh chị làm theo cho tôi, là theo ý của tôi để mà đó. Nói chung là tôi không có nhận là tôi làm cố vấn cho chị đồ ha. Đây rồi, sẽ có đơn cho anh này ha. Đó, sẽ có đơn cho luật sư Hoàng Duy Hùng riêng nha. Đây rõ ràng. Đây đây từ chờ chút. Này. Không ai có tư cách đi làm cố vấn cho tôi. Quý vị muốn biết tôi như thế nào hãy gõ vào tới này. Chia sẻ cái phiên live này để biết rằng là tôi rất là khỏe mạnh và rất là bình yên. Tôi gửi lời đến anh Hoàng Duy Hùng. Trước nhất là không nói ra thì không ai biết anh lại. Anh nói rất là nhiều về tôi, nhưng tôi chưa một lần phản biện lại hay là tôi có một thái độ gì bất kính với anh cả, mặc dù là anh nhỏ hơn chồng của tôi nha quý vị. Nhưng ngày hôm nay tôi dứt khoát sẽ nói rõ với anh. Đầu tiên tôi sẽ chơi cuộc chơi pháp lý với anh, bởi vì là anh không phải là người Việt Nam. Tôi sẽ gửi đơn đến Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam cũng như Bộ Ngoại giao xin trục xuất anh ra khỏi nước Việt Nam này. Đó là cái điều tôi chơi pháp lý với anh đầu tiên. Cái thứ hai á là anh đã vội xóa đi những cái anh quyết định tử hình tôi, anh dùng những cái lời lẽ rất ư là khốn nạn. Không ai có tư cách để nói tôi câu đó, bởi vì tôi không làm gì đụng chạm đến anh. Và hôm nay tại sao tôi lên tôi nói cái lời này thì quý vị hãy lắng nghe. Khi tôi đi tù, anh Hùng có tìm nhiều người đến để liên lạc với chồng tôi là một nhóm luật sư bẩn.
thuê khách sạn ở gần nhà tôi để níu kéo mong muốn chồng tôi thuê họ làm luật sư để chống đối với lệnh cái gọi là cái bộ luật 331 của Việt Nam này, là những thằng luật sư y như bên Thiền Am, bên bờ Than Lát và hiện nay đã đang trốn lệnh truy nã. Anh dùng chúng tôi để làm con cờ có không anh Hùng. Anh tìm mọi cách để liên hệ danh Dũng và anh nói rằng anh muốn làm cố vấn cho tôi, bởi vì cái thời điểm đó anh khen tôi nức nở. Nhưng mục đích anh không thành. Anh vô cớ anh chửi rủa tôi là bởi vì sao? Anh thực hiện mục đích đó không được. Có không anh Hùng. Anh nghĩ rằng tôi sẽ bất mãn, tôi sẽ thế này thế kia. Và anh sẽ làm cố vấn cho tôi. Không ai có tư cách đi làm cố vấn cho tôi. Quý vị muốn biết tôi như thế nào hãy... Rồi, toan thôi, căng rồi quý vị ơi. À, thằng Y rồi à, luật sư gì là lên gì hết trơn nha quý vị. Lần này nè quý vị nè, để ý nè, sắp tới nè khoảng 3 ngày nữa là sẽ có thông tin của bà dịch sim đó nha. Cái bà dịch sim đó lòi ra thêm một mớ nữa nha. Chắc chắn quý vị cứ chờ đi, hãy tin tưởng nha, tin tưởng vô idol của mình nha quý vị. Đừng vội ha. À, tới bây giờ vẫn chưa thấy tông tích nào của cái bà dịch sim đó thì hiểu rồi ha. Rồi thằng Y bây giờ cũng niệm Phật luôn nha. Hoàng Duy Hùng cũng niệm Phật luôn. Đó, thám thử cao thì càng năm môi Di Đà Phật luôn nha. Coi chừng. Phim sắp hay rồi cả nhà mình ơi. Rồi cuối video clip thì Sơn Sàm xin gửi đến tất cả quý vị những cái sản phẩm sức khỏe làm đẹp của Sơn Sàm nha. Mua hàng ủng hộ em nha quý vị. Rồi xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều, đó, gan nhiễm độc à, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B và... À, nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu. Thì đây, cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á, là gì à, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó. Hộp này uống hơn 2 tháng nha, nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây. Đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi. Thì một hộp này là 300 viên. Đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên thì mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn. Đó, cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị. Đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn. 750.000, dạ dày cô qua này 750.000 nha quý vị. Đó. Rồi, tiếp theo là gì? Đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen. À, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè. Đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên, hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng. Đó, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu, 2,6 triệu nha quý vị. Đó, 2,6 triệu. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè, rồi phế hư nè, rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó.
thì cái này là bồi bổ thận nè, đó, cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha, 180 viên, đó, cái này là 2.850.000 nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập, đó, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó, những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó, thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt, sụn cá mập 6 trong 1 nha, hộp này 300 viên luôn, đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó, rồi 3.750.000 nha, đó, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn, hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não, đó, cái này ai cũng bị nha, đứng lên đầu óc mình nó quay vòng đó, hoa mắt chóng mặt đó, đau vai gáy tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não thì cái gì hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ, 300 viên luôn, 3.500.000 nha, 300 viên. Rồi tiếp theo là gì, GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị, hỗ trợ giấc ngủ, các anh chị mà mất ngủ lâu năm à, thì đây cái này là thảo mộc thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng, 1.750.000, 1.750.000 à, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em à, từ 5 đến 12 tuổi, một liệu trình là 3 hộp, hỗ trợ về canxi tăng chiều cao đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây, cái này là 1.750.000, 1.750.000 nha. Đó, rồi natto kinase đây, cái này là siêu phẩm này, siêu phẩm này đó, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha, mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên, à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3.850.000, 3.850.000 natto kinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3.850.000. Rồi còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bứt rứt khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó, thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó, nó làm mát gan nè, đó, da dẻ hồng hào nè, đó, cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1.150.000, 1.150.000. Rồi tiếp theo là cái miếng giáng chân nè, đó, miếng giáng chân thải độc, khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm 2 cái bàn chân mình vô trong cái thau nước, nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán 2 cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là 2 cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán 2 miếng nha quý vị. Rồi 950.000, 950.000, 950.000 đồng đó. Rồi và tiếp tục là cái nano trị gút, à, gút này, nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó, đó, thì cái này là nano anserin trị gút này, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha, đó, rất là tốt. Mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%, cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2.1 triệu nha, 2.1 triệu. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bên Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua dùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.